Một đối tượng quê tỉnh Trà Vinh đã đột nhập hàng loạt các khu vực phòng trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu để trộm cắp tài sản. Mới đây, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng đã mật phục và bắt giữ khẩn cấp Trương Thanh Toàn, 31 tuổi, khi đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn. Cụ thể, từ tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2021, tại quận Liên Chiểu xảy ra nhiều vụ trộm cắp ở các dãy trọ. Tiếp nhận tin báo, công an quận Liên Chiểu đã xác lập chuyên án, tổ chức lực lượng theo dõi mật phục. Ngày 27 tháng 9, khi xác định Toàn là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản nói trên, công an quận Liên Chiểu đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Khi đối tượng vừa thực hiện trộm cắp ở một nhà trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận thường chọn thời điểm rạng sáng để đột nhập và lấy cắp tài sản. Đến thời điểm bị phát hiện, Toàn đã thực hiện được 15 vụ trộm cắp tài sản, gồm điện thoại di động, laptop, tổng giá trị ước tính trên 150 triệu đồng. Hiện vụ án đang được công an quận Liên Chiểu điều tra mở rộng.